Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay Bonsai Đinh Vượng đồng hành cùng với em Hòa để tham quan cây cảnh và báo giá để quý vị cùng tham quan và được hiểu về cái giá cả cây thị trường hiện tại nó đang như thế nào. Các bạn cập nhật được cái giá và cái cây nào của anh em ưng ý hợp nhãn thì có thể alo điện thoại và cây sẽ về với quý vị ngay. Có lẽ cái một cái giá ở đây thì chắc là êm ái. Hello em Hòa. Vâng, chào anh Vượng nhé. Như một cái cây đẹp như này thì ở đây thì báo giá bao nhiêu em? Cây này giá của nó 180 triệu ạ. 180 triệu đấy quý vị ạ. Một cây ôm đá rất đẹp, mộc thạch tương sinh. Cây này thì nó lại nâng đỡ đá lên, kiểu như gọi là thụ lâm bông thạch. Đấy. Có lẽ đặt tên kiểu như thụ lâm bông thạch nó rất là hợp lý này. Cây ôm đá lên tận thân ngọn, bế đá đang bồng bế cái viên đá lên đây quý vị xem nhé. Đấy. Cây này nó già đẹp lắm anh ạ. Đấy, thần Cái pháp. bông của nó. Họ cái sắp xếp bông đẹp nhỉ. Đúng, Làm bông quá tán đẹp. đẹp thế. Mà giá lại hợp lý, có 180 triệu. Đẹp quá nên quay kỹ cho quý Bông vị tỏa tham rất quan. đẹp. Đây, để anh quay mặt này. Đường tay tổng tổng bóng thân pháp. Đấy. Quay cho quý vị xem thật kỹ. Phải đọc cái 180 triệu cái giật mình phải quay kỹ ngay. Đẹp mà lại ngon bổ rẻ. Đấy, cả mặt trước mặt sau đây đều đẹp rồi. Quay hai mặt cho quý vị xem rõ. Làm em Hòa, người đẹp Hòa đứng cạnh cây mà cứ say đắm ngắm mê mệt từ nãy giờ. Đây, ngay cạnh đó thì có một cây tùng này, có cành bay rất đẹp, quay lên cho quý vị tham quan. Anh em nào thích tùng là hán đây, đồ to cao. À, vành gốc là 105 à? À, 105 thì nó rơi bằng một cái thùng sơn to đấy, cao 3 mét đấy quý vị nhìn thấy đây, gốc nó có khủng khiếp không? Đây là một cái tùng rất to. À, cành bay 3,2 m. Cực kỳ ấn tượng đó, cây tung này là có cái tán nó bay rất xa. Đó. Cái đấy bao nhiêu tiền nhỉ? 230 triệu. Ô, một cái cây xanh nó tràn trọng. To đẹp. Đấy, tràn chậu ghê chưa, ôm quắp kín cả cái chậu. Đấy, như thế này thì các bạn cảm nhận thấy là khi có người đứng bên cạnh các bạn sẽ cảm nhận thấy độ to của cây nhé. Cái này hoành thân của nó là 75 anh ạ. Ừ, hoành thân Cái bông 75. của nó là mít rĩa. Cái này giá bao nhiêu nhỉ? Cái này là 30 triệu ạ. À, chỉ có 30 triệu. 30 triệu. Đấy, cả cây ôm chậu to như thế này có 30 triệu. Quý vị nhé. 30 triệu cho tác phẩm này. Cái ôm kín cái chậu này. Họ chặt lên. Bứng cả cái chậu đi. Ô, cái chậu này đẹp đấy nhỉ? Vâng. Khi mua cái chậu này đáng. Chậu đập tay đẹp đấy. Chậu này chậu đập tay, chậu cũ ngày xưa. Ừ, chậu cũ. Chậu Ok. này chậu cũ. Đấy, cả cái Cái chậu này cây bây này giờ 100 bóc cái triệu. chậu này ra bán là có tiền. Đấy, đường thân chạy đẹp chưa? Nào. Đây cho quý vị tham quan một cái sành cổ. Nó ôm như một cái bọc trứng ở dưới trần bệ tròn xoe. Kết đặc thân bệ vào.
Nguyên bản cái này đúng là dáng cây cổ, cây xanh cổ. Cây này của nó già lắm rồi anh Vượng ạ. À, của bệ nó nhuyễn nhỉ. Bệ nhuyễn thế. Ôi là tết đàn mặc vọng bệt hết vào đây. Dính hết rồi. Đấy, bên này thế nhuyễn, bên này nhuyễn là mặt chính này. Mặt chính nó nhuyễn hơn. Nó là bông cổ, bông tán cây cổ. Cái này có giá bao nhiêu nhỉ? Giá cây này là 150 triệu ạ. 150 triệu. Đấy, thì quý vị tiếp tục lại tham quan một đôi long nhé. Đôi long nó cuộn tròn xoắn tít. Mà đôi này nghe nói hình như là cũng ngon bổ rẻ đúng không? 40 triệu một cây. Ôi cái thân nó xoắn cuộn tròn như cái con chăn nhỉ. Nó như một con rồng. Như con rồng. Nghe. Đấy. Cuộn nó ghê không? 40 triệu là một cây đấy phải. 40 triệu một cây này. À. Còn cây thứ hai, sang tham quan cây thứ hai này. À, đây cây thứ hai bên cạnh này. À, có lẽ hình họ xếp đây là xếp thành bộ ba giữa cây xanh cổ và hai cây long hai bên. Rồi, hai cây cuộn tròn giống nhau đây. Có lẽ xếp thành bộ ba đây rồi. À, đây, tôi quay quý vị bộ ba. Hai cây long hai bên với cây xanh cổ ở giữa đây. Đấy, em Hoa đứng thế, thế thành một bộ ba đấy nhá. Ai có điều kiện thích mua thì mua cả bộ ba nhé. Đây là những cây ngâu. Nhỏ nhỏ cho các bạn trừ hoa, cây ngâu này bao tiền này? À, 2 triệu một cây anh ạ. 2 triệu một cây ngâu này. 2 triệu một cây. 2 cây là 4 triệu. À đây đôi cây ngâu. Đây nhỏ. Nhưng cũng già đấy nhỉ. Cái xu hết lên rồi. Đấy. 2 triệu một cây. 2 triệu một cây ngâu này. À này có những cái phôi tường vi đây nhỉ. Phôi tường vi cho anh em nào sưu tầm về muốn làm gì thì làm. Thấy có cái đang nổi lu nổi cục lên này. Cái này có nhiêu tiền nào? Cây này là 10 triệu anh ạ. 10 triệu cái tường vi này. Đang tùm chưa lọc, phải lọc cái canh thở mới dễ nhìn. Vâng. Tham quan cây xanh này xem nào. Một cây xanh nhỏ này bao nhiêu đây? Giá 4 triệu anh ạ. 4 triệu cây nhỏ nhỏ này. Vâng. À này có cây dưới đây. Vâng. Cây dưới là giá 5 triệu ạ. 5 triệu cây dưới này. Vâng. Dáng siêu siêu. Một cây tùng nhỏ nhỏ đây. Em đứng sát vào cây tùng. Thế cho mọi người so sánh thế. Cây tùng dáng siêu, dáng băn trà đây. Nhỏ nhỏ. Cây tùng này thì báo giá bao nhiêu đây? Giá này 4 triệu anh ạ. 4 triệu cây tùng này. Tiếp tục là cây hoa giấy đằng sau phải không? Đây là cây giấy Mỹ. Hoa giấy là giấy Mỹ anh ạ. Có bộ bệ, có dễ phụ. Gốc to. Phân pháp. To luôn được. Đó cái vành thử xem nào. Vâng. Vành của là 63 ạ. Vành người gốc 63. Vâng. Dòng giấy Mỹ thì dây đặc dằm rồi. Vâng. Cái này báo giá cho bà con bao nhiêu? Dạ. Báo giá xem. À, cái này là 9 triệu hả? Vâng. Cây ổi rắn bàn trà. Vâng. À, cho quý vị xem cái thân pháp này. Đấy, mùa này quay cái thân pháp ở dưới đây. Cái này bao nhiêu tiền nhỉ? Cây này là 10 triệu anh ạ. À, 10 triệu cả cây cả chậu tất. Vâng. Bao ship. Vâng, 10 triệu. À, 10 triệu. Đấy, cái ổi này. Và đặc biệt cho quý vị tham quan một cây vú sữa cực kỳ đẹp. Và côn tít, phải nói là cái gốc to kinh khủng. Bóng tán thì tròn xoe nhé. Cây trên chậu lâu năm này.
Đấy, và họ làm tay canh cực kỳ đẹp nha. Mà giá lại rất hợp lý, tí sẽ báo giá cho quý vị xem rơi. Giá Chào cây quý này là vị. 40 triệu ạ. Ở đấy giá chỉ có 40 triệu. Đấy, quý vị thấy cái cây vũ sữa này có đẹp không? Bộ gọc nó bạch manh tẹt mà lại trên chậu rất lâu năm rồi nhé. Đấy, nó lừng lững như thế này. Đấy, cây trong chậu tay cành thì uốn xong rất lâu rồi. Tay cành nó xù hết ra. Đấy, quay góc nào cũng đẹp nhé. Tất cả các góc. Đấy, các bạn nhìn cái đường tay cành rõ chưa? Mạch lạc to. Họ đã chế cái bộ tay này rất lâu năm rồi. Và quý vị yêu thích cây nào thì cứ trực tiếp điện thoại liên hệ. Số bonsai Linh Vượng sẽ đặt trên màn hình quý vị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.